Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Zui Vào Bếp của bọn mình. Hôm nay bọn mình sẽ làm cái món bắp xào nha các bạn. Rồi cái món bắp xào đơn giản để ăn chơi. Thì lý do hôm nay mình làm cái món bắp xào này là các bạn, tại vì mình được thằng em nó cho một ít hẹ lá nhỏ các bạn. Ở trong mình tìm không có, ở ngoài này mới có. Thì sẵn có hẹ mình sẽ làm bắp xào luôn. Thì món bắp xào này mình làm đơn giản lắm các bạn. Nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ nhúm lửa cái đã. Mình sẽ xài cái bếp than. Mình đang nhúng cho cái than nó cháy lên nè các bạn. Nãy giờ chắc cũng 5 phút rồi đây. Thì hôm nay mình sẽ xài cái bếp này thôi. Thì ở đây nó có cái quạt nè, để thổi cái hơi vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ chờ cái than này nó cháy lên, rồi sau đó mình sẽ đi luộc bắp. Cái bếp than này nè, nó đơn giản nhưng mà nó lợi hại lắm. Mỗi lần mình có hầm cái gì mình cần lửa lâu á, thì thay vì mình xài bếp ga nó hơi hao ga, thì mình sử dụng cái bếp than này nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ lửa về được rồi, mình sẽ bắt bếp. Mình sẽ lấy nước để mình luộc bắp thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho bắp vào đây. Mình sẽ luộc hai trái thôi. Rồi bây giờ mình sẽ luộc hai trái bắp nha các bạn. Đó, khi nào chín thì mình sẽ đem ra để mình gỡ hạt, sau đó mình xào thôi. Bắp nãy giờ mình luộc chắc cũng đã hơn 5 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt bắp ra nha. Lúc trưa thằng nhóc nó cho mình mấy cọng hẹ mà luôn, như lúc nãy mình nói các bạn, ban đầu là hẹ lá nhỏ các bạn, cho nên mình ngẫu hứng mình làm cái món bắp xào này luôn. Nó không có đầy đủ điều kiện giống như ở trong Sài Gòn mình làm, nên các bạn xem chơi nha. Ôi, chặt cái trái bắp này ra luôn, nóng quá nóng quá. Mình sẽ gấp ra nha các bạn, mình để nguội chút xíu, sau đó mình sẽ lặt để mình lấy hạt. Rồi đây nè các bạn, hai trái bắp mình đã xắt ra, hai trái bắp sau khi mình luộc chín đó các bạn, thì mình đã lấy hạt ra như này rồi nha. Đây, thì các bạn mình mua bắp này các bạn, thì mình đừng có lựa cái trái non quá nha. Cái trái non quá khi mà mình lấy hạt á, nó sẽ rất là dễ bị bể và nó không có lấy được mấy cái hạt nguyên như thế này nhiều các bạn. Tới hồi mình xào ra nó không có đẹp. Đây nè. Ở đây các bạn, mình đã lấy được phần lớn là hạt nguyên nè. Như với cái trái đầu tiên các bạn, thì mình lãi tay thì nó sẽ ra được cái hạt đơn này các bạn. Đến trái 2 á, thì mình lấy dao để mình lấy hạt luôn cho nó nhanh. Rồi đó là về cái phần bắp nha các bạn. Rồi đây bắp thì mình sẽ xào với hẹ. Hẹ này mình có là cái hẹ lá nhỏ này các bạn. Đó, nó không phải là cái hẹ lá lớn như trong mình có đâu các bạn. Hẹ này nó nhỏ nhỏ vậy nè, nó ăn rất là ngon, nó ngon hơn cái hẹ ở trong mình. Đó, tại vì thằng của em mình nó cho mình mấy cái hẹ lá nhỏ này các bạn, cho nên mình rảnh tay mình đi mua mấy trái bắp về mình xào luôn. Thì cái hẹ lá nhỏ này nè các bạn, thì mình có thể sử dụng để mình nấu bánh canh đồ ăn cũng rất là ngon. Đó, cái phần hẹ này các bạn mình đã sắc nhuyễn ra về rồi nè. Đó, thì mình cũng không có sắc cái phần hẹ này, nó nhỏ lắm đó các bạn, nó nhỏ cỡ chừng như hạt bắp là được rồi. Rồi bây giờ sau khi mình sắc hẹ ra xong, mình sẽ để vào một bên. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái phần mắm nha các bạn. Rồi mình sẽ làm phần mắm tỏi ớt để tí nữa mình xào á, mình cho vào. Vậy đây mình sử dụng trái ớt, 2 miếng tỏi. Đó các bạn, mình làm nước mắm tỏi ớt bình thường thôi. Tí nữa mình cho cái phần nước mắm này vào nè. Và nó sẽ vừa ăn luôn, không có cần phải nêm nếm gì nhiều đâu các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ giả cái chỗ mắm này ra cái đã. Rồi cái phần nước mắm mình đã giả nhuyễn này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút xíu chanh. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho nước mắm vào. Rồi như vậy là được rồi nè các bạn. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị để mình đi xào bắp nha. Phần nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị để mình xào bắp nha. Rồi mình sẽ hỏi là cái bếp than của mình nãy giờ nè, nó cũng tàn tàn rồi. Rồi mình sẽ hỏi cho nó cháy lên tí xíu cái đã. Rồi mình sẽ cho vào đây một chút xíu dầu ăn nha các bạn. Cái than này đốt lên các bạn mà nó cũng rất là nóng luôn các bạn. Rồi tiếp theo là sẽ cho bắp vào nha các bạn. Thường là cái bắp này người ta sẽ xào với bơ thì nó sẽ ngon hơn, nhưng mà tại vì bữa nay là các bạn trong cái điều kiện giải chiến này có gì mình làm đó, cho nên sử dụng dầu ăn luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ xào rất là nhanh thôi, tại vì bắp nó đã chín rồi các bạn. Rồi tiếp theo là các bạn cho nước mắm vào nha các bạn. Cái lúc mình cho nước mắm vào như vậy nè các bạn, thì cái lượng nước mắm nhiều hay ít á là nó tùy thuộc vào khẩu vị của từng người nha. Và các bạn hãy nêm nếm lại cái món bắp xào của mình trong cái quá trình này nè. Bây giờ mình sẽ xào với nước mắm chút xíu nữa, tại vì mình cho nước mắm hơi nhiều các bạn. Cái món này mình thích ăn mặn mặn. Rồi mình sẽ xào chút xíu nữa khoảng 2 phút, sau đó cuối cùng mình sẽ cho hẹ vào nha. Cái chỗ bắp xào của mình bây giờ là được rồi nè các bạn. Nãy giờ mình cũng xào thêm được khoảng 2 phút rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đó nha, cuối cùng là mình sẽ cho hẹ vào. Đây, cho hẹ vào là mình sẽ đảo đều lên nữa là được. Ở trong này ánh sáng nó không có được tốt lắm. Nó hơi tối tối, cái khung hình nó đôi lúc nó bị mờ. Rồi mình sẽ cho thêm một ít hẹ nữa. Rồi như vậy là cái món này nó xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ mang ra ngoài và mình sẽ đưa ra đĩa cho các bạn xem nha. Đây là cái món bắp xào mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Đó, nãy ở trong nhà nó tối tối, mình đem ra đây cho nó đủ sáng này. Rồi mình sẽ lấy thêm chút xíu nữa. Cái món này ăn vặt rất là ngon luôn các bạn. Ở cái món bắp xào này các bạn mình sẽ sử dụng để ăn vặt cho mấy đứa nhóc nhà mình ăn á, thì tụi nó sẽ hết mê luôn cho coi. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình nha các bạn. Nếu các bạn thích video clip này, các bạn hãy vui lòng like và share video này để cho mọi người cùng xem. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nha. Đồng thời lúc đăng ký kênh thì các bạn hãy nhớ click vào cái chuông kế bên cạnh cái nút đăng ký nha các bạn. Thì YouTube nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi bọn mình update video mới lên. Và mình thường upload video mới lên vào lúc 9 giờ sáng hàng ngày. Các bạn hãy nhớ theo dõi để ủng hộ bọn mình nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của bọn mình.